chơi trò tù vách ở trời không chơi đâu. Chơi trò khác đi. Ok. Vậy thì chơi trò khác. Anh chọn đi. Hôm qua xem của phim cái gì nhỉ? Nhà trọ Barcelona. Ở đây nó chơi cái trò cái gì? Thích hoặc thật. Thách hay thật? Thế nghĩa là gì? Bây giờ tôi thách cô mà cô không làm được thì cô vụt chén. Tôi hỏi cô mà cô không trả lời thật, cô cũng phải hụt chén. Ok. Chơi luôn. Ok, chơi luôn. Ok, và ngược lại nhá. Ok, ok. Nào. Thách luôn đi. Thì thách cô luôn là từ ngày mai trở đi là không đến xí nghiệp tìm tôi nữa. Thế sao? Căng thế. Thách hay là thật? Thách luôn đi cho nó bằng phèo. Thế thì tôi thách anh phun tôi một cái. Yes, nhéo. Thế rồi. Thách sai thật. Thật. Trong cuộc đời cô, cô tiếc điều gì nhất? Hối tiếc. Nhìn cái mặt này thì có cái gì đâu mà phải nuối tiếc. Trong cuộc đời tôi, thời điểm hiện tại, điều mà tôi nuối tiếc nhất á. Rồi. Đó là tôi rời bỏ người thân thương yêu tôi nhất cuộc đời này, là mẹ tôi. Bà tôi rời bỏ hai mẹ con tôi từ lúc tôi còn rất nhỏ. Mình mẹ tôi nuôi tôi. Cái nghề làm bánh hiện tại cũng là bà để lại cho tôi. Lúc tôi mới lớn ấy, chỉ vì mâu thuẫn khắc khẩu và vì mẹ tôi muốn đi bước nữa nên là tôi rời bỏ và đến thành phố để sống một mình. Lúc đó tôi cứ nghĩ rằng là nếu không có tôi ấy, mẹ tôi sẽ vui vẻ hạnh phúc hơn ở bên cạnh người đàn ông. Nhưng rồi tôi đã nhầm. Chỉ vì luôn mong muốn tôi quay trở về nhà, không đến bất kỳ người đàn ông nào khác cả. Bà đổ bệnh, không có ai chăm sóc. Rồi bà đã ra đi trong sự cô độc. Lúc đó tôi tự trách bản thân mình là tại sao mình lại ích kỷ như vậy. Rõ ràng là mẹ tôi có quyền được hạnh phúc mà. Nhưng mà chính tôi là người cướp đi tất cả của bà này.
Gì đây? Đập đầu vào tường đấy. Cố gắng ấy không có nghĩa là bạn sẽ có được. Nhưng mà nếu không cố gắng ấy thì chắc chắn bạn sẽ không có gì. Và mình bất chấp yêu rồi bất chấp thương, bất chấp mang cả những vấn vương. Tôi gối đầu cùng những nỗi sầu, một mình chẳng cần ai thấu. Bất chấp yêu rồi bất chấp thương, bất chấp cho cả những tổn thương. Có làm tim nhau còn hơn ôm nỗi tiếc trong lòng. Thành lập gara. Vâng. Có bữa tiệc nhỏ hay lời cảm ơn. Nhân tiện đây xin được thông báo là gara sắp tới mở chi nhánh mới. Hy vọng anh em đồng lòng góp sức phát triển gara mạnh hơn nữa.